Xin chào, mình là Ngọc Automation. Chúng ta đang lập trình và mô phỏng cái hệ thống sản xuất nước trái cây. Và cái hệ thống lập trình và mô phỏng sản xuất nước trái cây này thì bao gồm các cái công đoạn như sau. Ở đầu khâu thì chúng ta sẽ có một cái máy rửa. Máy rửa này thì tiếp nhận hoa quả từ cái nguồn đầu vào. Và máy rửa thì bao gồm một cái bơm rửa. Khi mà cảm biến phát hiện là đã có hoa quả đi vào thì máy rửa bắt đầu làm việc. Và hoa quả sau khi rửa sẽ được đưa ra một cái băng tải. Và khi mà cảm biến này phát hiện thì cái máy làm khô, máy sấy khô sẽ làm việc để mà tiến hành sấy sau khi hoa quả đã được rửa ra. Sau khi mà sấy khô xong thì hoa quả sẽ được đưa đến một cái băng tải 3. Và khi mà cảm biến 3 này phát hiện thì băng tải, cái máy ép hoa quả sẽ bắt đầu làm việc. Và khi máy ép làm việc thì chúng ta sẽ có một cái bồn chứa. Bồn chứa này thì bao gồm 3 cảm biến: cảm biến cạn, cảm biến chứa và cảm biến đầy. Khi nào thì khi mà cảm biến cạn tác động và cảm biến chứa tác động và cảm biến đầy tác động, thì cả 3 cảm biến tác động thì cái hệ thống máy ép sẽ dừng lại, đồng thời các cái khâu phía trên này sẽ dừng lại theo. Nhưng mà cái hệ thống chiết rót này thì sẽ làm việc cho đến khi mà 3 cái cảm biến này không tác động nữa. Thì ở đây có một khâu chiết rót, chúng ta có thể nhập vào là một chai là bao nhiêu ml là chúng ta có thể chiết rót được vào. Và ở đây có một cái ô đếm số chai đã chiết rót được. Thì đây là cái hệ thống vận hành. Và để mà chạy cái hệ thống này thì chúng ta thứ nhất là chúng ta sẽ thử với chế độ menu nhé. Ở chế độ menu thì chúng ta bật tắt các cái thiết bị bằng nút nhấn ở trên này. Hiện tại chúng ta chưa bật được thì chúng ta chỉ cần nhấn nút Simulation On, sau đó chúng ta bật tắt các cái thiết bị bằng cái nút nhấn như thế này. Thì các thiết bị sẽ làm việc theo cái nút nhấn của chúng ta thôi. Chúng ta tắt các cái thiết bị đó đi. Và tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành nhấn nút Auto để mà làm việc với chế độ tự động. Thì khi mà nhấn nút auto thì hoa quả sẽ được đưa vào cái máy rửa. Khi cảm biến này tác động thì máy rửa bắt đầu làm việc. Và cái bơm rửa này cũng làm việc để đưa nước vào. Khi hoa quả đến cảm biến 2 thì máy làm khô bắt đầu làm việc. Và hoa quả nó sẽ cũng được, sau khi làm khô ấy, thì hoa quả sẽ đưa đến băng tải 3. Và băng tải 3 sẽ đưa hoa quả vào máy ép. Lúc này máy ép sẽ bắt đầu cho ép nước hoa quả ra cái bồn chứa này. Và khi mà có nước hoa quả ra thì các bạn thấy là cảm biến dứa tác động. Khi cảm biến dứa tác động thì bắt đầu chiết rót. Chúng ta nhập vào đây là 300 chẳng hạn. Và khi mà cảm biến đầy thì các cái khâu trên này là dừng lại nhé, tại vì nó ảnh hưởng đến các cái khâu trên này. Nếu mà cảm biến đầy tác động thì chúng ta dừng rót, không cho rót nữa. Nếu mà rót thì nó tràn bình, đúng không nào? Thì đây chính là cái dây chuyền tự động. Dây chuyền tự động thì bao gồm các cái băng tải như thế này vận chuyển hoa quả qua các cái khâu đấy. Các bạn thấy là nó dừng, tạm dừng rồi. Khi mà cảm biến cạn tác động nữa thì nó lại bơm trở lại, nó sẽ chạy trở lại. Và cái hệ thống này thì được mô phỏng hoàn toàn tự động khi cảm biến cạn tác động nhé. Chờ một lát cảm biến cạn tác động thì cái hệ thống lại tiếp tục chạy. Tức là có một cái bit tạm dừng các cái khâu ở phía trên để làm sao để mà tránh trường hợp là chiết rót cái đầy bồn chứa các bạn nhé. Khi cảm biến tác động thì nó chuyển thành màu đỏ. Và đây chính là cái hệ thống sản xuất nước ép trái cây. Cái hệ thống này cũng tương đối là đơn giản. Mình nghĩ là các bạn sẽ dễ hiểu thôi. Các cái khâu, các cái công đoạn thì làm việc theo thứ tự. Thì khi mà cảm biến tác động thì nó sẽ dừng các cái hệ thống trên thôi. Vâng, cái bài giới thiệu của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn nhé. Các bạn đăng ký kênh để có thể xem các cái video training hay hơn. Chào các bạn.